thấy Trang cũng nó cứ ăn cái chữ hoa của tôi. Bây giờ thì đã ăn cái chữ thường này rồi. Table chúng ta trả về không. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core API và SQL Server 2022. Ở bài đăng nhập thứ ba này thì chúng ta sẽ bắt đầu viết code ở phần Angular. Đầu tiên thì tôi sẽ truy cập vào thư mục của project, sau đấy chúng ta sẽ lùi ra một folder ở folder này và chúng ta sẽ gõ cmd. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo mới một component với cú pháp ng r cách c cách. Tên của component của chúng ta sẽ là người dùng. Enter. Chúng ta sẽ tạo mới một component là người dùng. Các bạn nhớ để cd ra ngoài thư mục project nhé. Ở trong suộc thì chúng ta sẽ không thể nào chạy được câu lệnh gen component được. Ở trong thư mục suộc thì chúng ta chỉ chạy project của chúng ta lên thôi. Vậy là chúng ta đã tạo ra một component người dùng thành công với 4 file. Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào file shareservice.ts và chúng ta sẽ khai báo thêm một API nữa. Vì API của chúng ta là dạng port nên tôi sẽ copy một API port và paste xuống dưới. Tôi sẽ đổi tên, hàm của chúng ta sẽ là hàm đăng nhập. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi API người dùng. Bạn nào mà đang phân vân vì sao lại gọi người dùng thì chúng ta có thể truy cập lại vào Swagger UI API của chúng ta. Đây, API của chúng ta là người dùng đấy. Thứ ba biến chính đấy là tên đăng nhập, mật khẩu, vọ tên. Không viết hoa ở đầu nhé. Các bạn nhớ để chúng ta sẽ dùng ở phía sau. Tiếp tục chỗ này sẽ là chữ D đăng nhập rồi. Chúng ta sẽ truyền biến vào này và sẽ trả về giá trị. Chúng ta sẽ copy chỗ trả về như thế này, observable và any, hàng chúng ta sẽ trả về. Và cuối cùng chỗ này trả về. Ok, như vậy là cơ bản là ok rồi. Tí nữa chúng ta sẽ test API này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ viết code ở trong người dùng .component.ts. Chúng ta sẽ tái sử dụng code ở danh thách thực đơn.ts. Thì chúng ta sẽ phải truyền gọi thư viện xe service này. Thư viện. Tiếp đến là chuyển biến thư viện vào constructor này. Chúng ta sẽ sử dụng lại hai biến là biến mảng và một biến đối tượng. Ở đây ta sẽ đổi tên biến thành table. Đây sẽ là biến người dùng. Và chúng ta sẽ khởi tạo biến là một đối tượng có tên người dùng này, là tên đăng nhập. Tên đăng nhập là string, mật khẩu. Các bạn nhớ lúc nãy là chúng ta không viết hoa đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ không viết hoa. Rồi, biến onInit này chúng ta sẽ gọi hàm này.
tên là hàm đăng nhập. Chúng ta sẽ trả data vào biến table, quên, biến table của chúng ta. Vì data của chúng ta là dạng bảng. Chúng ta sẽ đổi tên service, hàm service của chúng ta là hàm đăng nhập. Ta sẽ chuyển biến người dùng vào. Và ở đây hàm on init thì ta sẽ gọi hàm đăng nhập. Ok, như vậy cơ bản là xong. Chỗ này sẽ là zip.người dùng. Cơ bản là đã xong. Chúng ta sẽ tạo mới một chúng ta sẽ cấu hình ở trong nó gọi là routing, app routing.module.ts. Chúng ta sẽ khai vào một component mới ở trong hàm này, tên là người dùng component. Chúng ta sẽ import từ file vào người dùng này, xuống này, người dùng .component. Rồi chúng ta sẽ thêm một path mới. Path này là path đăng nhập, để gọi người dùng component. Như vậy là cơ bản là đã ok rồi. Chúng ta sẽ test ở trên giao diện. Chúng ta sẽ thay path thực đơn bằng path đăng nhập. Các bạn nhớ viết đúng hoa thường nhé, vì API, vì Angular phân biệt hoa thường. Như vậy là không có gì diễn ra ở đây, vì chúng ta chưa sửa ở trên HTML. Mình sẽ copy code từ trên HTML. Đây, danh sách thực đơn. Chúng ta sẽ sử dụng chỗ lấy ra thực đơn này. Chúng ta sẽ thay đổi giao diện ở file người dùng .component.html. Biến table chúng ta đây sẽ là row, từng row trong table, và chúng ta sẽ in ra column 1. Nếu các bạn thắc mắc tại sao lại lấy column 1 ở đâu thì các bạn có thể vào server trong AI này, chúng ta sẽ test nhé, cháy ra này, EQ, chuỗi JSON trả về của chúng ta sẽ là column 1 đây. Sẽ đóng TR này. Ok, chúng ta sẽ test trên giao diện nào. Đăng nhập. Biến đồ dẫn đăng nhập của chúng ta dường như đang không hoạt động. Sao? Có lẽ là chúng ta cần phải build lại project. Hình như là đã build lại rồi. Chúng ta sẽ thử build lại lần nữa cho chắc. Như vậy là build xong, chúng ta cùng test lại. Mà
Xin lỗi các bạn, chỗ này đăng nhập nó cứ ăn theo cái viết thưởng. Nó cứ theo cái viết hoa nhỉ. Cứ bị lấy cái đăng nhập cũ, tôi sẽ thử chuyển sang một thử mở trên Firefox. Cái trang cũ nó cứ ăn cái chữ hoa của tôi. Bây giờ thì đã ăn cái chữ thường đây rồi. Table chúng ta trả về không. Chúng ta sẽ thử lại vào đây. Đây, đã trả về rồi. Chúng ta sẽ thử về cái người đúng của chúng ta. Sẽ là admin ở đây. Vì trong SQL của chúng ta không kiểm tra biến họ tên nên là chúng ta không cần truyền biến họ tên vào đây. Và sẽ kiểm tra lại. Đấy, trả lời 11 rồi, tức là sẽ có giá trị ở đây. Và bài học của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Và sau thì chúng ta sẽ cấu hình lại giao diện và router để khi chúng ta vừa mới vào bộ sách thì sẽ hiện trang login. Sau khi người dùng nhập họ tên và mật khẩu thì mới kiểm tra, và nếu đúng tên và mật khẩu thì mới cho login vào và thấy menu này. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.